ai làm cho chị ạ? Nói anh nghe, tại vì tụi em cũng muốn hai vợ chồng làm cho chị, nhưng mà tại vì lần mỗi lần chỉ gọi là mỗi lần chỉ có vấn đề mới, cái thành ra chồng em nói sao thấy nó không có được ổn định á, cái gì 1122 chồng em thích vậy á nha. Chồng em nói thôi thấy nó không có được ổn định lắm, thôi đang có chỗ làm tốt đó, thì ngồi yên làm đi. Thì mấy hôm nay ngày nào cũng kiếm hơn mấy bán, với lại nhà ở thì chủ cũng có cho mình nhà riêng á, không có ở chung chủ cũng thoải mái vậy lắm anh. Tại vì anh thích làm có tay nghề, đặng mai mốt anh làm chủ á mà. Ở đây học mà hai chục năm Nhưng nay đâu mà lên nói anh đâu. nghe, có hai vợ chồng tay nghề trong tiệm nó vững hơn là một người đó. Nhưng mà mai mốt anh mà lấy tiệm, anh lên khu Mít Lành này anh lấy tiệm nè anh Thương ơi. Dạ ở trên này á hả, người ta ăn dữ lắm anh, về Hilton 6 tiếng. Dạ anh muốn gần thì, nhưng mà ở này á anh biết không, đồ Việt Nam rồi buffet, có chợ Việt Nam, có nhà hàng Việt Nam, có buffet tá lả luôn. Nó Mỹ trắng, nó sống mà, nó sống sầm uất lắm. Nó giàu á, tụi dân giàu mỏ nè. Đi xe xịn không? Mít lành. Không, cách Đà Lạt tới 6 tiếng, 8 tiếng gì vậy á. Nhưng mà chắc nó cũng phải tùy thành phố chứ anh hả? Tiệm mình lấy mấy tiệm đó mới ngon anh. Anh làm năm tiểu bang anh có năm bằng luôn á. Anh biết đủ thứ ha, mà
bây giờ anh biết cái khu ngon nhất là khu nào không? West Virginia. Dạ. Bây giờ cái khu mà ngon nhất luôn đó là thằng West về chơi nhà đó anh. Mùa hè nó bao tới 7-8 ngàn một tuần lận đó. Gì 7-8 ngàn một tuần? À, 700 ngàn tháng, sorry, West về chơi nhà. West về chơi nhà nó khác thằng về chơi nhà nha anh. West Virginia là Washington DC á. Không, thằng thằng về về chơi nhà thì mới là Washington. Còn thằng West về chơi nhà nó gần đó luôn nhưng mà cái tiểu bang nó nhỏ xíu à. Mà thì đó anh, nó bắt thi rồi, nó đâu cho đổi ngang đâu. Ồ, mùa hè là tới 7-8 ngàn một tuần, ở một tháng anh. Bia làng ngon Ừ. quá. Húp canh đi Bia làng. Dạ. Dạ. À. Dạ. Không, thằng West về chơi nhà. West về chơi nhà chứ không phải về chơi nhà. Nhưng mà có điều tới đó cái bằng anh không đổi ngang, cái bằng anh phải thi. À, nhưng mà nếu tiếng anh ok thì anh đi thi ý gì thôi, anh đâu có gì đâu. Texas, không, Texas thì nó ấm áp, chồng em cũng rất là thích. Nhưng mà hiện tại á, em không biết anh lên, em chắc anh chưa lên khu mít lần cho nên anh không biết gì hết. Ừ. Anh đi thử một chuyến lên mít lần đi. Trời ơi, anh ơi, ở trên này á hả, chủ neo hả, anh, nó giàu. Anh biết một income một tuần của nó bao nhiêu không? Năm năm ngàn. Một tuần nó 25 ngàn, mẹ sư nó, một một tuần nó 25 ngàn đó, một tháng nó 100 ngàn đó anh. Ba trăm rưỡi ngàn năm là chỉ có 30 ngàn tháng à, 20 ngàn có 30 ngàn tháng à, còn cái này là hai tháng. mươi 25 ngàn lăm ngàn một một tuần. tuần. Một tuần. À, tiền mặt á hả? À. Mà em cũng phải công nhận nha, chỉ thiếu người trầm trọng luôn mà chỉ lấy tiệm cho cố vô. Rồi thợ thầy nó không ổn định, bốc đầu thảy đó, rồi thợ nó cũng chóng mặt. Ừ. Chính ra chồng em á với em cũng thích về làm cho chị lắm. Nhưng mà sao cứ mỗi lần chỉ gọi lại là lại có chuyện mới, chỉ gọi lại là có vấn đề mới. Chồng em không không có tin nổi á. Chồng em nói chủ cả gì mà thấy nó không có một một hai hai, thấy nhức đầu quá à. Trời đất ơi. Nếu vậy kêu em về làm gì, tự nhiên người ta đang làm trên này ngon, tự nhiên cái kêu người ta về mà không tin người ta mà kêu người ta về cái gì trời. Ừ. Rồi đi mà chị không có tin, chị kêu mình đi về mà tự nhiên cái chớp mình đang ngon quá trời mà một khi mình đi là mình mất chớp, mà bà còn chơi cái trò gì kỳ cục quá à. Cái chồng em, mèo chồng nó thôi không được đâu, cái gì mà
ai biết ảnh hứng ảnh đòi ảnh làm nail vậy đó, chứ thật ra hai vợ chồng mà lỡ như sống trên này em làm nail ảnh làm hẳn không cũng sống vẻ ru à. Nha, chủ bây giờ người ta bao đã một tuần từ 1.200 tới 1.500 rồi, em hỏi anh mà Mỹ trắng trên này nó cho tiền cò nhiều như cái gì luôn á. Cũng được, sướng rồi, Mỹ trắng lắm. Ta cười gì con? Ở trên này á, ở trên này Mỹ trắng không à, có mễ nhưng mà ít mễ lắm, lâu lâu có vài đứa mễ mà nó cũng cho tiền cò nữa.